Kiểu như là mượn nó làm xong đâu nó cũng để. Cháu không làm cổng này, nó cần nhặt cả xẻng đi để cần. Không thấy xẻng phải đi, phải hỏi. Ra giờ đi. Mỗi gốc có thả được một hột. Làm ươm hai chục gốc đây thì đang lên rồi, thấy đội đất rồi. Còn mấy gốc chưa thấy đội. Nhiều đất đấy. Và cứ ấy mỗi gốc một hột đấy, sau lâu lâu mà gốc nào không lên thì lại dâm lại. Đi vào nhà bà ngoại kiểu như xin đi thay mạ đây, cháu thả luôn đi. À cháu đánh thưa, cháu trồng thưa mà. Thế cứ thế kia mình cứ giúp được thì thay mạ. Và cho đất ẩm ẩm như kiểu là làm lầm đấy gì. Ôi mẹ cháu bảo là nhà bà Nang có thế.